Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu giới hạn này như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ quy đồng mẫu số lên. Đối với cục này, chúng ta sẽ nhân với lại cái cục này. Và cái cục này sẽ nhân với lại cái cục này. Tiếp tục, chúng ta sẽ kết hợp hai cái phân số này lại. Tiếp tục, chúng ta sẽ nhân cái cục này vào. Thì chúng ta biết x mũ 2019 nhân cho x mũ 2018 thì chúng ta sẽ có là x mũ 2019 cộng với lại 2018. Thì cái cục này chúng ta bấm máy tính ra là 4037 trừ cho x mũ 2018 trừ cho x mũ 2019 trừ 1 nhân trừ 1 là cộng 1. Chúng ta biết khi chúng ta bỏ số 1 vào đây, bỏ số 1 vào đây thì cái cục này sẽ bằng 0, cục này sẽ bằng 0. Tại vì 1 mũ 2018 trừ cho 1 bằng 0, tương tự bên đây. Như vậy nguyên cái cục này sẽ bằng số 0. Tiếp tục, chúng ta bỏ cái cục này vào đây. Thì chúng ta thấy rõ cái cục này cũng chính là số 0. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ ra dạng 0 chia cho 0. Như vậy mình sẽ dùng phương pháp L'Hôpital, hay còn được gọi là L Hospital. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ đạo hàm cho tử và mẫu. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ đạo hàm cục trên trước. Đạo hàm của x mũ 2018 thì chúng ta sẽ có 2018 x mũ 2018 trừ cho 1. Đây là đạo hàm của số 1. Số 1 là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Tương tự cục thứ hai. Còn cục dưới cũng tương tự luôn. Còn số 1 là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Tiếp tục, chúng ta sẽ chia cho x mũ 2017 cho tử và mẫu. Cái 4036 trừ cho 2017 thì chúng ta ra 2019. Cái này ra số 1, còn này ra chữ x. Tiếp tục, khi chúng ta thấy số 1 vào đây, số 1 vào đây, thì cái cục này nè, mình tính ra số 0. Tuy nhiên cái cục phía trên này nè, nó ra kết quả là số âm. Tại vì sao? 2019 mũ nhân 2019 nó sẽ lớn hơn 2018 nhân 2018. Cho nên trong trường hợp này chúng ta sẽ xét giới hạn một bên khi x tiến đến 1 cộng và 1 trừ. 1 cộng là bên phải, còn 1 trừ là bên trái. Khi chúng ta bỏ số 1 cộng ở bên phải vào thì chúng ta thấy rõ phía trên này chúng ta tính ra là số âm. Tuy nhiên ở phần dưới này nè thì chúng ta thấy số 1 vào. Thì chúng ta biết cái cục này nè nó sẽ là số dương. Tại vì sao? Cái mũ này nè nó lớn khi chúng ta thấy 1.02 với cái mũ này nè nhân với là 4037 thì nó sẽ loại hết tất cả các số bên đây. Tuy nhiên nhân với số này thì là x mũ 1. Còn cái này là x mũ 2019 thì nó bự hơn cái cục bên đây. Cho nên chúng ta có cục này nè là số dương. Cho nên khi chúng ta thế vào, phía trên là số âm, còn phía dưới là số dương. Như vậy âm
chia cho dương thì ra số âm. Và đây là ra số 0 ở phía dưới này thì nó sẽ thành vô cực khi chúng ta bỏ số 1 vào. Còn cục kia ngược lại là cộng vô cực. Tại vì sao? Âm chia cho âm ra số dương. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.